Vâng, xin tôi nghe rõ. Vâng. Chào chương trình, tôi là Nguyễn Thị Hiền ở quận Ngũ Hành Sơn á. Vâng ạ. Tôi bị trào ngược dạ dày thực quản cách đây 2 năm rồi, mà vừa rồi cái họng nó vướng vậy, rồi tôi có đi bác sĩ thì họ họ nói là bị viêm họng thanh quản do biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Thì bác sĩ có cho đơn là có cái loại là cefuroxim và cái tisin uống điều trị một đợt rồi một tuần nhưng mà vẫn không hết. Thì bác sĩ có cái tư vấn cho tôi là cái uống cái thuốc gì cho nó hết, và tôi sợ là hiện tại bây giờ tôi đang bị cấp tính đó kìa, có khả năng nếu điều trị không hết thì nó sẽ chuyển qua mãn tính, mà nhờ bác sĩ tư vấn giúp đỡ cho tôi. Vâng, với những cái lượng thông tin như vậy thì tôi nghĩ cũng khá là đầy đủ. Và xin Vâng. mời các bác sĩ tư vấn giúp cho ạ. Vâng, xin mời Dạ, bác sĩ Điệp. về cơ bản của bác là đã được chẩn đoán là viêm họng thanh quản do trào ngược. Thì cái bệnh lý này thì bác có thể điều trị ở tại khoa nội tiêu hóa cũng được, hoặc là điều trị tại khoa phòng khám tai mũi họng cũng được. Thì cái này thì thường thì cái dịch vị từ axit từ dạ dày thì thường thì nó không có trào ngược lên cái vùng hạ họng thanh quản, nhưng mà vì một lý do nào đó thì cái vùng của cái cơ thắt ở tâm vị này nó mở, thì nó trào ngược lên, thì nó sẽ gây tổn thương, nó làm phù nề sụn phiểu, rồi kể cả dây thanh quản, thì làm cho bệnh nhân sẽ là nút vướng, sẽ khó chịu, và có đôi khi có những bệnh nhân sẽ là bị khàn tiếng. Thì về cái điều trị thì nó có cái phác đồ, sẽ có liệu trình điều trị. Thì bây giờ mình mà nói thuốc luôn cho bác thì nó cũng là rất khó, cho Vâng. nên là bác nói không được. Nhưng mà tốt nhất ấy, thì bác nên khám lại tại cái bệnh viện mà bác khám, thì người ta cho cái thuốc dùng. Chứ còn như cái thuốc mà bác nói thì nó không phải là để điều trị một cái trường hợp là trào ngược dạ dày thực quản, mà nó trong đó thì có một loại kháng sinh và một loại kháng viêm. Thì thường để trị điều trị một cái viêm cấp hơn là một cái điều trị viêm dày trào ngược dạ dày thực quản. Bác nếu bảo hiểm bác ở bệnh viện nào thì bác có thể trở về bệnh viện đó khám, và sẽ bác sĩ người ta sẽ cho đơn cụ thể hơn Liệu liệu là chúng ta có thể có những cái yêu cầu là tôi dùng thuốc này không đỡ rồi tôi có thể yêu cầu được sử dụng thuốc khác không ạ? thì thường thì đi khám bệnh thì là bệnh nhân sẽ được bác sĩ khám và sẽ kê đơn, sẽ tư vấn dùng thuốc. Còn nếu mà thay đổi mà cái vị trí mà bệnh nhân yêu cầu là tôi dùng cái thuốc này thì thật ra là nó cũng khó, hoặc trừ trường hợp là đã khám ở chỗ khác rồi, Vâng. thì nói là bác sĩ tôi có đi khám chỗ khác, bác sĩ cho cái đơn thế này, Vâng. bác sĩ tham khảo thêm mà thấy cái thuốc này tốt hay là thuốc kia tốt. Chứ còn mà dù sao thì đi khám một nơi mà tới để chỉ định lại cho bác sĩ mà dùng thuốc như thế này thì nó rất là khó. Vâng. Nhưng mà theo như tâm lý chẳng hạn như Tuấn Anh mà đi đã điều trị rồi mà dùng thuốc này không đỡ thì có lẽ là cũng phải mạnh dạn nói thôi. Mạnh dạn nói để đổi thuốc điều trị cho dứt điểm, Tất chứ còn nhiên. cứ dằng dai một loại thuốc mãi mà không hết thì giống như mình nuôi bệnh phải không ạ? Cũng không ổn lắm. Bác sĩ có thảo có điều gì bổ sung không ạ? Theo mình thì cái trường hợp của cái bác này á, thì cái tình trạng mà viêm thanh quản của bác vì sao nó không đỡ, tức là do là bác không điều trị triệt để cái nguyên nhân mà gây đến cái tình trạng đó, tức là cái bệnh trào ngược dạ dày. Khi mà cái axit từ dưới lên á thì nó lại tiếp tục gây viêm, nghĩa là bác đã uống kháng viêm và kháng sinh rồi, tuy nhiên là nó chỉ là hết ngay tại phần thanh quản thôi, nhưng mà tiếp tục cái phần trào ngược này lên thì bác lại tiếp tục bị. Chính vì vậy mà bác nên đến khám ở cái có thể là tiêu hóa chẳng hạn, kèm theo cái tai Phải mũi điều trị họng. dứt Đúng điểm rồi, cái bệnh phải điều gốc. trị dứt điểm bệnh gốc thì Vâng. cái bệnh mà viêm thanh quản mới được cải thiện. Vâng ạ.